Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt Hà Bắc Sơn. Công việc của mình là kinh doanh online. Chính vì vậy giọng nói đối với mình là một việc rất là quan trọng. Và đây là vũ khí của mình. Và thực sự thì trong những ngày đi biển vừa qua thì do mình hào gào hét thét quá nhiều và không có thời gian ở nhà để nhỏ tinh dầu. Và trong một ngày gào thét từ sáng đến trưa và từ chiều đến tối, rồi từ tối đến nửa đêm, thì mình đã bị khàn tiếng. Đến ngày thứ ba ở Sầm Sơn thì mình đã bị khàn tiếng rất là nặng và nói không ra câu nữa. Và đội nhóm của mình thì cũng đã ghi lại một những cái khoảng khách mà mình đang chia cái phiếu ăn cho mọi người và mình nói không thể nói được nữa. Đó là một cái video rất là tự nhiên do mọi người quay lại và mình cũng tình cờ nhìn thấy được. Và ngày hôm nay sau một ngày ở Sầm Sơn về và chỉ với việc đó là sử dụng cái nọ tinh dầu răng miệng dạ thảo liên này thôi, nhỏ vào nước uống và mình ngậm vào đầu lưỡi sau đó mình nhuốt. Đấy, thì bây giờ giọng nói của mình lại trong trẻo như bình thường rồi. Mình lại không bị một chút nào liên quan đến khàn giọng nữa. Và đây là một điều rất là tuyệt vời với Việt Hà Bắc Sơn. Và nếu như bạn nào hay phải hò hét nhiều này thì các bạn nên mang theo một chai nước như này và pha ra nước. Đấy, chỉ cần pha 1 đến 2 giọt ra nước ra nước uống và chúng ta uống thường xuyên. Nhất là những bạn nào làm nghề giáo viên, hoặc là những bạn làm nghề ca sĩ, hoặc là những bạn mà đi team building hay phải hoạt động, hay phải nói nhiều ấy, hay phải gào thét nhiều ấy, thì hãy dùng ngay một nọ tinh dầu răng miệng này nhỏ vào nước. Thứ nhất là để chúng ta sẽ giữ cho cái giọng của chúng ta trong. Thứ hai đó là chúng ta có thể là phòng ngừa tất cả những cái vi khuẩn có thể là hít thở vào họng của chúng ta gây các bệnh về đường hô hấp. Đấy, tất cả các loại vi khuẩn chúng ta đều có thể diệt được khi mà chúng ta thường xuyên uống nước có pha tinh dầu. Đây là thần dược mỗi ngày của Việt Hà Bắc Sơn. Và thực sự thì mình thấy là đúng một ngày mình thiếu nó thôi thì mình đã bị khàn tiếng như vậy. Và sau một ngày trở về thì mình đã khỏi hoàn toàn khàn tiếng. Đây là người thực việc thực. Đó, và mình rất là mong nếu những bạn nào mà đang bị những vấn đề này thì sẽ có thể biết được cái bí kíp để giúp cho các chị em giữ được cho cái vòng họng của mình sẽ được khỏe và có một giọng nói rất là trong trẻo. Đừng để đến lúc mất đi cái giọng nói trong trẻo này rồi thì mới chữa, lúc đấy đã quá muộn rồi. Và thực sự thì Việt Hà Bắc Sơn rất là biết ơn cái tinh dầu dạ thảo liên này, vì nhờ cái tinh dầu dạ thảo liên này mà mình video được mỗi ngày, livestream được mỗi ngày, nói chuyện được mỗi ngày và đào tạo được mỗi ngày, giúp cho đội nhóm của mình ngày càng phát triển bùng nổ hơn nữa. Và nếu như bạn nào đang bị những vấn đề đó thì hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn nhé. Mình đang phân phối xỉ lẻ sản phẩm tinh dầu dạ thảo liên này với giá bán một nọ nhỏ là 125.000, lọ to là 270.000 và mình ship hàng trên toàn quốc, tuyển xỉ lẻ với số lượng từ 5 sản phẩm nhé. Xin chào tất cả các bạn.